Rồi hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy của anh Hưng Phát nè anh chị. Còn những mẫu xe SH phải nói rất là nhiều luôn, thì em đến để cập nhật cho anh chị các bạn mình tất cả những mẫu xe bên cửa hàng luôn nha. Anh chị nào mà xem video này có quan tâm dòng xe nào mình có thể trực tiếp mình liên hệ qua số em có để trên màn hình nha anh chị. Cũng như anh chị mình ở gần khu vực 305 anh chị, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, mình có thể trực tiếp đến cửa hàng mình coi xe luôn nha. Hôm nay thì SH Vario nè, với lại những mẫu xe công tay cũng còn nha anh chị ha. Mình sẽ ra bên ngoài để gặp bạn nhân viên bên cửa hàng sẽ báo chi tiết cho anh chị các bạn mình những mẫu xe bên cửa hàng nè. Hôm nay thì SH phải nói là có những chiếc cực kỳ mềm luôn nha anh chị. Đây, rồi chào. Chào em. Vâng, em xin chào mọi người nha. Chào mọi người ở kênh anh Mỹ Mô Tô nha. Hôm nay em sẽ lên video báo giá xe hiện tại cửa hàng em còn và báo giá xe cho mọi người xem và tham khảo nha. Ngồi này là những dòng xe công tay nha mọi người. Công tay thì hiện tại em còn 8 chiếc cho mọi người xem và tham khảo luôn. Đó. Ok luôn. Bây giờ thì em cũng xin nhắc lại cửa hàng là cũng có hỗ trợ trợ góp và ship xe ở xa nha anh chị các bạn ơi. Và mua bán trao đổi tất cả những mẫu xe luôn. Anh chị nào cần trao đổi xe mình có thể trực tiếp đến cửa hàng mình trao đổi xe luôn nha. Đó. Và bây giờ em giới thiệu cho mọi người những dòng e trước nha mọi người. Đó, cửa hàng em nếu mà chạy góp chạy trước những dòng công ty chạy trước tầm 4 hoặc 5 triệu là đã có xe đi rồi nha mọi người. Đó. Đấy. Bây giờ nha thì không... anh chị mình ở xa thì có thể cọc xe, cửa hàng có ship xe luôn nha anh chị ơi. Đó. Đó. Em chiếc này e Center 150. Chiếc này hệ đời 2019. Đó. Cửa hàng em đỡ lại cho mọi người với mức giá là 19 triệu 800 nghìn cho cả nhà luôn nha. Đó, 19 triệu 800 nghìn chưa bao gồm phí hồ sơ nha cả nhà ơi. Đấy anh chị mình nếu mà có quan tâm mình ưng thì cứ mạnh dạn liên hệ đi. Có giá thì còn thương lượng bớt thêm cho anh em mình nữa đó. Dạ đúng rồi. Đó, trên đây là chưa bao những con dòng xe công tay là em chưa bao gồm phí hồ sơ cho cả nhà. Bảo hành là máy móc là 6 tháng. Đó, máy móc em cam đoan mọi người là bao zin, bao kiểm tra luôn nha cả nhà. Đó. Còn chiếc cái bên cạnh này, con này là phiên bản 10 kinh nhập Indo nha cả nhà. Đó. Con này thì cửa hàng em đang đỡ lại cho mọi người với mức giá là 24.6 triệu nha. 24.600.000 cho cả nhà luôn. Biển số con này là 94 Bạc Liêu nha cả nhà. Đó, bảo hành 6 tháng cho mọi người luôn. Giá còn thương lượng nữa nha mọi người. Đó. Mệt kinh nhập khẩu Indo nha anh chị. Máy móc thì bao zin luôn. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ 26 chấm hình giúp em. Em gửi hình chi tiết video chi tiết cho cả nhà xem. Đó. Còn con này cũng là 150 luôn. Chiếc này đời 2022 nha cả nhà. Đó. Chiếc này đời 2022, Odo 11.000 cây. Cửa hàng em đang bán ra với mức giá là 23.800.000 cho cả nhà luôn. Đó. 23.800.000 màu zin nguyên bản luôn nha cả nhà. Đó, đấy là hiện tại em còn 3 chiếc e Center cho cả nhà. Rồi. Còn bây giờ Sonic nha. Con này Sonic màu vàng đen. Đó, đời con này là 2022. Đó, Odo cũng mười mấy ngàn cây thôi. Biển của chiếc này thì 84 nha cả nhà. Biển số 84 Trà Vinh. Đó. Cửa hàng em đang đỡ lại cho mọi người với mức giá là 29.800.000. Đó cho mọi người luôn cả nhà luôn nha. Máy móc em cầm đoan bao zin. Đó, chạy góp thì chạy trước tầm 4-5 triệu là có xe rồi nha cả nhà. Đó. Rồi. Còn chiếc kế bên thì màu đen đỏ. Đó, con này thì đời 2020, biển số 62 Long An. Đó. Cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 27.800.000 cho cả nhà luôn. Đó, 27.800.000. Máy móc thì còn nguyên zin luôn, đồ phụ tùng là còn zin nguyên bản luôn, chưa lắp tháo gì hết nha cả nhà. Đó. Còn chiếc cái bên cạnh này màu đen nhám. Đó, chiếc này thì xe lướt nhất cửa hàng em nè. Con này Odo mới 8.000 cây thôi, cũng đời là 2022. Hiện tại cửa hàng em đỡ cho một người là 30.800.000 nha. Đó. Ốc tán rất là sáng xưa. Dạ. Dàn chân lớp rất là sạch. Còn gai gọng dây cua nha mọi người, gai gút luôn đầy đủ nha. Máy móc bao zin luôn. Mọi người mà quan tâm các anh chị em bạn bè mà đành về xe cứ dắt tới kiểm tra xe máy móc nha, như thế nào nha. Máy móc bộ chỉ hay đụng chạm gì em tặng nguyên chiếc cho cả nhà luôn. Em cam đoan với mọi người. Đó. Còn chiếc này thì màu đỏ trắng nha cả nhà. Đó, chiếc này thì đời 2020 luôn. Con này thì ở cửa hàng em cũng bán ra với giá là 27.800.000 cho cả nhà luôn. Đó. Ok luôn nha mọi người ơi. Đó. Còn chiếc kế bên cạnh này. Chiếc này thì cũng là đời 2021 nha cả nhà. Đó, con này là 2021, biển số 67 An Giang nha mọi người ơi.
Trên này thì cửa hàng em đang đỡ lại cho mọi người với mức giá là 28.800.000. Đó, 28.800.000 cho cả nhà luôn. Mọi người đến đây trong xe em thích thêm nọc lá, sang cổ, cà phê, cà pháo nha mọi người. Đó, đấy là những dòng Sonic hiện tại còn 8 chiếc em giới thiệu cho mọi người luôn. Đó. Mọi người mà thích những dòng công tay ở chạy góp thì chạy tầm 4-5 triệu, còn có ship toàn quốc cũng nha cả nhà, có ship toàn quốc cho cả nhà luôn. Đấy, ok nha anh chị các bạn, mình xem chịu khó cho em một like cũng như là mình chia sẻ video giúp em nha anh chị. Anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới của em nha anh chị. Cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều luôn. Hôm nay mình sẽ xem lô SH luôn em, từ lô bên đây trước đi. Dạ. Chiếc bên này thì con này là SH125, con này là đời 2018 nha cả nhà. Đó, biển số chiếc này là 66 Đồng Tháp. Cửa hàng em đang bán ra cho mọi người với mức giá là 60.600.000. Đó, 60.600.000 cho cả nhà luôn. Máy móc em bao zin luôn nha, chế độ bảo hành 1 năm sử dụng. Đó, giá này thì em bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn rồi nha. Đó, bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Mọi người mà có nhu cầu không cần rút hồ sơ thì em trừ phí hồ sơ ra cho cả nhà luôn nha. Đó, 60.600.000 cho mọi người luôn. Đó. Còn chiếc kế bên cạnh này là cũng là màu trắng luôn, SH125 cũng đời 2018 luôn, biển số 61 Bình Dương nha, 61B1. Đó, cửa hàng em đang bán cho mọi người với mức giá là 60.800.000 cho cả nhà luôn, cũng bao hồ sơ gốc. Đó, máy móc thì bao zin, bảo hành khá dài là 1 năm luôn nha cả nhà. Đó, còn chiếc kế bên cạnh này thì màu xám nha mọi người. Đó, xám bạc, màu xám lông chuột nha cả nhà ơi. Đó, chiếc này thì cũng là đời 2018, SH125, biển số 90 Hà Nam. Đó, còn chiếc này thì cửa hàng em đang đỡ lại cho mọi người với mức giá là 59.800.000, cũng bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, những chiếc này thì mọi người nếu mà trả góp thì trả trước tầm 15 đến 20 triệu là đã góp rồi nha, đã có xe rồi nha mọi người. Đó, tùy vào phần trăm ngân hàng dựa cho mọi người nữa nha, như thế nào nha mọi người. Đó, rồi ok, tiếp tục. Còn chiếc này thì màu đen nhám, hiện tại chiếc này cửa hàng em đang sale cho cả nhà nè. Đó, con này là SH125 đời 2019, biển số 38 Hà Tĩnh nha mọi người ơi. Đó, con này thì 49.800.000 cho cả nhà luôn. Đó, đó con này là đang hiện tại bên cửa hàng đang xả nè. Dạ, xả cho mọi người, cho anh chị các bạn mình đó. Ưu đãi là 10, lên đến 10 triệu luôn nha cả nhà, giảm 10 triệu cho cả nhà luôn. Đó, 49.800.000 cho mọi người luôn nha. Đó, cũng con này thì cũng bảo hành máy móc 1 năm sử dụng cho mọi người luôn, chưa giá con này chưa bao gồm phí hồ sơ nha cả nhà ơi. Đó. Đấy, có 49 triệu à, đợt trước là tới 59 rồi nha anh chị. Anh chị mình có theo dõi kênh em này cũng biết ha. Đó, mẫu này đang xả nè. Rồi còn, tiếp tục luôn. Mọi người còn nhiều nhau SH thì SH ABS thì em còn 2 chiếc, giờ em giới thiệu cho cả nhà luôn. Đó, cái này là màu xanh xi măng, mọi người thích thì gọi là màu xanh ngọc vẫn được nha cả nhà. Đó, SH125 đời 2017 tháng ABS. Đó, phiên bản ABS cho cả nhà luôn, biển số 60 Đồng Nai nha, màu xanh rất đẹp luôn. Đó, chiếc này thì cửa hàng em đang đỡ lại cho mọi người với mức giá là 61.800.000, cũng bao hồ sơ gốc luôn nha. Đó, còn đây là bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn, biển số 60 Đồng Nai, bảo hành máy móc 1 năm sử dụng. Mọi người mà không có nhu cầu muốn rút hồ sơ thì bên em sẽ trừ phí. Đó, còn phí thêm lọc lá nữa nha cả nhà. Đó, còn chiếc này thì màu đỏ rất đẹp luôn nha. Đó, chiếc này thì biển số 61 Bình Dương đời 2018, SH125 phiên bản cũng ABS luôn nha cả nhà ơi. Đó, SH125 chiếc này thì em cửa hàng em đang đợi cho mọi người với mức giá là cũng 61.800.000, bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn nha. Hiện tại là cửa hàng em còn SH125 khá nhiều, mọi người mà đang thích những dòng SH125 thì cứ liên hệ 26.000 giúp em nha, bên em sẽ gửi hình chi tiết video chi tiết cho cửa nhà xem luôn. Đó, còn trước cái bên cạnh này là SH125, chiếc này là đời 2017, biển số 59, biển số thành phố nha cả nhà. Đó, có cái giấy ủy quyền luôn. Chiếc này thì cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 59.700.000, bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn nha. Đó, 59.700.000 bao hồ sơ gốc luôn. Đó, có cái giấy ủy quyền cho cả nhà luôn. Đó, còn chiếc kế bên cạnh này, con này thì SH125 đời 2016. Đó, con này thì biển số 70 Tây Ninh nha cả nhà. Đó, chiếc này cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 47.800.000, bao hồ sơ gốc luôn nha cả nhà. Đó, mọi người cứ những chiếc nào em đọc số biển số mà mọi người thích không muốn rút hồ sơ, em cứ bên em sẽ trừ phí hồ sơ cho cả nhà luôn. Đó, ok luôn nha mọi người, tất cả những dòng SH bên em mà bảo hành máy móc 1 năm sử dụng cho cả nhà luôn, máy móc thì toàn bộ là bao zin, cam đoan với mọi người luôn nha.
bao kiểm tra luôn. Còn chiếc kế bên cạnh này là SH125 đời 2015 nha cả nhà. Đó, chiếc này là biển số 61 Bình Dương, 61C1 nha cả nhà. Đó, xong chiếc này thì cửa hàng em đang đợi cho mọi người với mức giá là 43.800.000 chưa bao gồm phí hồ sơ nha. Đó, chiếc này là chưa bao gồm phí hồ sơ nha cả nhà ơi. Đó, đời 2015, SH125. Đó. Rồi, tiếp theo là anh chị, nhiều chiếc lắm nha. Chiếc bên cạnh thì cũng là video mình rửa xe nha anh chị ơi. Dạ. Chiếc này thì SH125, con này đời cuối 2014 nha cả nhà. Biển số 67 An Giang. Đó. Cửa hàng em đang đợi cho mọi người với giá là 44.600.000 bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, cũng bao hồ sơ gốc cho mọi người luôn nha. 44.600.000. Đó, biển số 67 An Giang nha cả nhà. Đấy là màu đỏ. Còn mọi người thích những màu đen thì em còn vài chiếc cho cả nhà luôn nha. Đó, chiếc này là SH125, con này cũng là đời 2014 luôn nha mọi người. Đó, biển số 70 Tây Ninh, cửa hàng em đang đợi cho mọi người với giá là 44.800.000, cũng bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, đây cả nhà. Đó. Rồi, còn chiếc cái bên cạnh này là màu đen nhám. Đây là con này là SH150 nha cả nhà. Đó. Chiếc này là 150, biển số 60 Đồng Nai. Cửa hàng em đang đợi cho mọi người với mức giá là 48.700.000 cho cả nhà luôn, cũng bao hồ sơ gốc luôn nha. Đó, những chiếc xe nào mà cửa hàng em không bao là em có đọc ở sau nha cả nhà, mọi người có video lưu ý giúp em nha. Đó, còn chiếc con này là màu đen bóng SH125, biển số 59 thành phố luôn nha cả nhà, biển số thành phố. Đó, đời 2013. Con này thì cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 46.600.000 bao hồ sơ gốc, có cái giá nguyên cho cả nhà luôn. Đó, màu đen bóng rất đẹp luôn nha mọi người. Những dòng đây thì mọi người chạy góp tầm 13, những chiếc này mọi người chạy, nếu mà chạy góp chạy trước tầm 13 đến 15 triệu là góp được nha cả nhà. Đó, những con mà SH mà bóng halogen thì chạy góp thấp hơn nha cả nhà. Đó, còn chiếc này thì màu đen nhám. Đó, biển số 82 Cơm Tâm SH125 đời 2014 luôn nha mọi người ơi. Đó, chiếc này cửa hàng em đang đợi cho mọi người với mức giá là 44.800.000, cũng bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, SH125 nha mọi người. Đó, màu đen nhám rất đẹp luôn. Máy móc là em cam đoan mọi người là bao zin, bao kiểm tra luôn, bảo hành 1 năm sử dụng cho mọi người luôn nha. Bên em có nhận trao đổi bù trừ tất cả các dòng xe luôn, mọi người có nhu cầu trao đổi thì cứ liên hệ bên cửa hàng em luôn nha. Em rồi, đây mình xem lô bên đây nha anh chị ơi. Đây có Vario với lại SH còn phía trước nữa kìa. Dạ, toàn bộ Vario bên em là 150 hết nha cả nhà ơi. Đó, Vario bên em thì không bao gồm phí hồ sơ, em báo giá chỉ là giá xe thôi nha. Còn máy móc thì em cũng vẫn là bao zin, bảo hành 1 năm sử dụng cho cả nhà luôn nha. Đó, em giới thiệu chiếc này trước nha. Chiếc này là một Vario 150 đời 2019, biển số 83 Sóc Trăng. Cửa hàng em đang đợi cho mọi người với mức giá là 35.700.000 đó cho cả nhà luôn. Mọi người đến đây chốt xe phía thêm lọc lá tiền xăng cộ cà phê nha cả nhà. Đó, còn chiếc cái bên cạnh này màu đỏ đen nhám, con này thì đời cũng là đời 2019 luôn. Đó, cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 35.700.000 cho cả nhà luôn nha. Máy móc thì bao zin cho mọi người đến đây tha hồ mà kiểm tra. Đó, bao kiểm tra luôn. Còn chiếc con này thì màu cam đỏ, con này thì đời 2020, con này ô đô mới 18 ngàn cây thôi nha cả nhà. Đó, cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 36.700.000 cho mọi người luôn. Đó, biển số con chiếc này thì 70 Tây Ninh nha mọi người. Chiếc này là 70 Tây Ninh, biển số nha mọi người. Còn chiếc cái bên cạnh này là màu vàng cam. Đó, con này cũng là đời 2020 luôn. Chiếc này thì cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 35.600.000. Đó, biển số 60 Đồng Nai cho cả nhà luôn nha. Đó, còn ở trước cái bên cạnh này con này là Vario 150 đời 2018. Đó, chiếc này thì biển số 86 Bình Thuận. Chiếc này cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 34.600.000 cho cả nhà luôn. Đó, 34.600.000 nha mọi người. Odo của chiếc này thì mới 33.000 cây thôi cho cả nhà luôn. Đó là Vario 150 nha anh chị các bạn. Rồi tiếp tục luôn là mình đây, xem SH nè. SH Mod thì em còn 3 chiếc cho cả nhà lựa chọn nha. Đó, em giới thiệu chiếc này trước nha. Con này thì SH1 đời 2020. Chiếc này đời 2020, biển số 61D2 Dị An Bình Dương nha mọi người. Đó, chiếc này cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 46.800.000 bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, cũng là bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn nha, phiên bản thắng thương nha, CBS nha cả nhà. Đó,
Còn chiếc cái bên cạnh này con này đời 2021 đó, phiên bản ABS, tháng ABS cho cả nhà luôn nha. Đó, Odo chiếc này là mới 6.000 mốc cây thôi, 6.000 cây cho cả nhà nha. Đó, cửa hàng em đang đợi cho mọi người với mức giá là 56.800.000 bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn, biển số 62 Long An nha mọi người. Đó, mọi người không có nhu cầu rút hồ sơ thì bên em sẽ trừ phí hồ sơ cho cả nhà luôn nha. Đó, máy móc thì em vẫn bảo hành luôn, bảo hành 1 năm sử dụng đó. Còn chiếc kế bên cạnh này, con này thì cũng màu giống như con kia. Con này thì đời 2022 đó, cũng là phiên bản ABS luôn nha, biển số 49 Long Đồng đó. Con này thì cửa hàng em đang đổi cho mọi người với mức giá là 57.700.000, cũng bao hồ sơ gốc cho kẻ nhà luôn đó. Còn bây giờ sang dòng SH con chiếc này thì 125 đời 2014 nha cả nhà ơi. Con này là biển số 59 thành phố nha mọi người, biển số thành phố. Cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 44.600.000 bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, có cái giấy luôn nha cả nhà ơi. Đó, có cái giấy luôn, bảo hành 1 năm sử dụng máy móc cho mọi người luôn nha, yên tâm sử dụng. Còn còn mọi người thích những con SH lên phong ý, hiện tại em còn 4 chiếc cho cả nhà luôn nha mọi người. Đó, giới thiệu chiếc này trước, con này là SH125 đời 2013 lên phơm ý nha cả nhà, dàn áo mới luôn nha mọi người, dàn áo mới lên ken luôn. Đó, chiếc này hiện tại cửa hàng em đang đổi cho mọi người với mức giá là 44.700.000 chưa bao gồm phí hồ sơ nha. Chiếc này là biển số 61C1 Bình Dương Thuận An nha cả nhà, ở chưa bao gồm phí hồ sơ, 44.700.000 đó cho mọi người luôn. Còn chiếc cái bên cạnh này, con này là SH125, chiếc này là đời 2016 nha cả nhà. Chiếc này lên phơm ý, dàn chân ý khá nhiều luôn. Đó, dàn chân ý luôn nha cả nhà. Đó, chiếc này thì cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 46.800.000 đó, SH125 đời 2016 nha cả nhà, bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, mọi người có nhu quan tâm thì có liên hệ hai số màn hình cho bên em sẽ gửi hình chi tiết, video chi tiết cho cả nhà xem luôn nha mọi người. Đó, còn chiếc màu đỏ này cũng là lên phẩm ý, SH125 đời 2016, biển số 93 Bình Phước. Đó, chiếc này cửa hàng em đang đỡ cho mọi người với mức giá là 46.800.000 luôn nha, cũng bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, biển số 93 Bình Phước, màu đỏ rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, còn chiếc cái bên cạnh này thì cũng là lên phẩm ý luôn mọi người ơi. Đó, biển số 83 Sóc Trăng, SH125 cũng là đời 2016 luôn nha, cửa hàng em đang đỡ cho mọi người có mức giá là cũng là 46.800.000 luôn nha, cũng bao hồ sơ gốc cho cả nhà luôn. Đó, bảo hành 1 năm sử dụng. Mọi người tới kiểm tra tha hồ mà kiểm tra luôn nha, kiểm tra máy móc đã đụng chạm rớt thì em tặng nguyên trước cho mọi người luôn. Đó, còn chiếc ngồi cùng này thì là SH150, con này là SH150 đời 2014. Đó, chiếc này thì đã lên khó sơm cây luôn nha cả nhà. Đó, 14 là khó chia mà giờ chiếc này là lên khó sơm cây cho cả nhà luôn. Đó, cái này là biển số thành phố nha mọi người, có cái giấy đó, biển số thành phố. Giá cửa hai game đang đỡ cho mọi người là 49.600.000 cho mọi người luôn. Đó, chiếc này là 49.600.000 bao hồ sơ gốc luôn nha mọi người, SH150 đời 2014, khó sơm cây. Đó, bảo hành bên em là 1 năm sử dụng. Đó, còn bộ những dòng SH thì mọi người chạy trước tầm 15 đến 20 triệu là những dòng bóng 2 tầng, còn chạy trước tầm 13 đến 15 triệu bóng halogen nha cả nhà. Đó, em thông báo cho mọi người giá hiện tại và cập nhật giá cho mọi người xem cửa hàng em. Đấy, ok nha anh chị các bạn, mình còn thắc mắc quan tâm dòng xe nào hoặc là mình cần coi chi tiết xe nào chưa hiểu rõ, mình có thể liên hệ qua số ở trên màn hình luôn anh chị, để trực tiếp coi xe lần nữa cho nó kỹ ha. Cũng như là anh chị có thể đến địa chỉ là 305 anh chị ha, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương để mình coi xe luôn. Đó thì em chắc là kết thúc video tại đây nha. Và cảm ơn em. Hello, xin chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh Anh Mỹ Mô Tô và nhấn chuông thông báo nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn em và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.